Thưa sư, con xin cho con biết sự liên quan cũng như tầm quan trọng của giới định tuệ là không thể tách rời với nhau là như thế nào. Và con cũng biết giới định tuệ là nói ngắn gọn trong Bát Chánh Đạo, thưa sư. Thưa quý vị đó, giới định tuệ thì cũng chỉ là một cách nói khác của con đường đưa đến sự giác ngộ. Không riêng gì giới định tuệ là nói ngắn gọn của Bát Chánh Đạo, mà nó còn là một cách nói khác của tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, Bát Chánh Đạo. Quý vị có thể hỏi là ủa, tứ niệm xứ thì liên quan gì đến giới định tuệ? Và tại sao lại nói là giới định tuệ lại là một cách nói khác của tứ niệm xứ? Sư hỏi quý vị nha. Thứ nhất, cái việc chúng ta thực hành tứ niệm xứ đó, đầu tiên nó phải được thực hành dựa trên nền tảng của giới hạnh. Một người mà không có giới đó, việc thực hành tứ niệm xứ đối với họ làm nhiều mà công ít, mà nó lại cản trở rất nhiều thứ mà chỉ có người thực hành tứ niệm xứ thì họ mới thấy rõ. Hơn nữa, khi anh thực hành tứ niệm xứ đó, anh sẽ giữ giới, tự nhiên anh phải giữ giới thôi. Vì sao? Bởi vì khi anh thực hành tứ niệm xứ, anh giữ gìn chánh niệm thì làm sao, thứ nhất là anh làm sao anh có cái tâm lý mà anh sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu được. Chỉ có người thực hành tứ niệm xứ mới hiểu rõ điều đó. Do đó, khi anh thực hành tứ niệm xứ là anh có giới. Thứ hai, việc quán sát thân và tâm dựa trên bốn niệm xứ thân thọ tâm pháp đòi hỏi phải có sự tập trung, đòi hỏi phải có sự định tâm, đòi hỏi phải có sự không phóng dật. Thì như vậy có phải là tứ niệm xứ nó có định hay không? Thấy chưa? Ngoài ra đó, tứ niệm xứ còn có một tên gọi khác, đó là tuệ quán hoặc là thiền quán, tức là dùng cái khả năng nhận thức sự thật soi sáng vấn đề, soi rọi vấn đề, bản chất của vấn đề nó như thế nào thì thấy nó đúng như thế đó, với cái nhìn thấu rõ nhân duyên, với cái nhìn thấu rõ tam tướng, thì đó là tuệ. Thì có phải là ngay bản thân trong tứ niệm xứ nó cũng có giới định tuệ hay không? Thấy chưa? Rồi quý vị nói là như vậy thì tứ chánh cần, tại sao lại nói tứ chánh cần lại là một cách gọi khác của giới định tuệ, mà giới định tuệ lại là một cách gọi khác của tứ chánh cần? Đầu tiên, tứ chánh cần là gì? Nói một cách ngắn gọn, đó là cái gì biệt ác dù nhỏ thì cũng không có làm, mà nếu như nó đã xuất hiện ở trong tâm ấy, coi như là chưa có thì không làm cho nó có, còn nó có rồi thì cố gắng làm cho nó biến mất. Việc thiện chưa có thì làm cho nó có, còn có rồi thì làm cho nó tăng trưởng. Vậy giới định tuệ ở đâu trong việc này? Thứ nhất, khi anh làm cho các pháp bất thiện chưa có thì không có rồi phải biến mất, như vậy có phải anh đang giữ giới hay không? Đúng không? Như vậy thì làm sao anh có thể sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu? Khi anh chuẩn bị làm chuyện đó, biết à, cái sát sanh thì chưa có thì mình không được làm cho nó có, mà mình đang giơ con dao lên mình chuẩn bị là mình sát sanh thì nó đã có rồi phải làm cho nó biến mất, thì phải có giới hay không? Thứ hai, phải có định. Khi anh thực hành tứ chánh cần ấy, anh phải có sự không phóng dật, anh phải có sự không dễ vui. Thì như vậy đó, có phải là anh, cái nền tảng tâm của anh ấy, nó cũng phải kiên cố ở một mức độ nhất định, chứ nếu không thì làm sao anh có thể anh kiểm soát được tâm của anh? Như vậy có phải là ngay trong tứ chánh cần nó có định hay không? Thứ ba, làm sao anh biết được cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, pháp nào là ác, pháp nào là thiện,
để mà anh làm cho các cái ác pháp, ác bất thiện pháp chưa có thì không có, có rồi bị mất. Làm sao anh biết pháp nào là pháp thiện, để cho các cái pháp thiện chưa có thì làm cho nó có rồi làm nó tăng trưởng, thì cái đó phải cái tuệ hay không? Do đó ngay trong tứ chánh cần cũng có giới định tuệ. Vì vậy giới định tuệ là tên gọi khác của con đường thực hành đưa đến đạo lộ giải thoát. Nó cũng là một cách gọi khác của tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, chứ không riêng gì chỉ mỗi một mình bát chánh đạo mà thôi. Do đó đó quý vị nói tầm quan trọng, tại sao nó quan trọng? Bởi vì chỉ cần không có một trong ba anh giới hoặc định hoặc tuệ thì làm sao anh thực hành con đường đưa đến sự giác ngộ, do đó nó chắc chắn nó phải quan trọng. Nó giống như một cái kiềng ba chân, nếu quý vị hỏi cái sự liên quan thì nó giống như kiềng ba chân, cái này nó nương nhờ vào cái kia, cái này nó nâng đỡ cái kia, có cái này thì có cái kia. Đấy, thường chúng ta hay nghe câu là giới năng sinh định, định năng sinh tuệ, có nghĩa là giới thì nó giúp cho định nó phát sanh, định nó giúp cho tuệ phát sanh. Nhưng mà bên cạnh đó đó, anh có định á thì anh sẽ giữ được giới, anh có tuệ đó thì anh sẽ giữ được giới. Bởi vì khi anh có định tâm thì anh sẽ đè ép được các cái truyền cái, tức là các cái cấu uế của nội tâm, do đó anh sẽ giữ được giới. Khi anh có tuệ, anh sẽ biết cái này là nên làm, cái kia là không nên làm. Do đó, nhờ có tuệ anh cũng giữ được giới. Vì vậy, định năng sinh, giới năng sinh định, và giới cũng năng sinh tuệ. Giới cũng năng sinh tuệ. Và định năng sinh giới, và tuệ cũng năng sinh giới. Do đó, ba này là nó là cái kiềng ba chân. Hoặc là định đi, xin nói định đi, định năng sinh tuệ, nhưng mà nhờ có tuệ thì nó mới có định, tuệ nó cũng năng sinh định. Do đâu? Do nhờ anh có tuệ đó, anh mới thấy rõ đây là các truyền cái. Nên nhớ nhiệm vụ của định nó chỉ là đơn giản là nó chú tâm vào một chỗ, nó không tán loạn thôi. Còn cái nhiệm vụ mà phát hiện ra đây nè, đây là tham nè, đây là sân nè, đây là si nè, ha, đây là phóng dật nè, ha, đây là hoài nghi nè, ha, thì cái anh đó thuộc về anh tuệ, mà phải phát hiện cho nó mới có thể đè nén nó. Thì nhờ như vậy đó, có phải là tuệ mà năng sinh định hay không? Ngoài ra đó, nhờ anh tuệ đó mà anh phát hiện là cái anh này là nó đối nghịch với định. Thí dụ như thấy người nữ, ví dụ người nam đang hành thiền mà họ thấy người nữ, họ biết ngay ái dục nó khởi lên, nó là trở ngại trực tiếp của định. Thì do đó vị ấy tìm cách đúng với chánh pháp để giải quyết cái vấn đề. Thấy chưa? Như vậy thì tuệ cũng năng sinh định. Đấy. Rồi người ta nói là cái gì à? Rồi, tại sao sư nói là tuệ năng sinh giới? Tự nhiên sư nói rồi, anh biết cái này nên làm, cái kia không nên làm, thì nhờ như vậy anh mới có khả năng anh giữ giới. Chứ còn anh dốt quá, anh không biết là cái giới sát sanh có mấy chi phần, cái giới trộm cắp có mấy chi phần, mà anh không biết luôn cái gì là sát sanh mà cái gì là trộm cắp, cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, thì làm sao anh giữ giới? Do đó tuệ cũng năng sinh giới. Thấy chưa? Do đó, đó giới định và tuệ là cái kiềng ba chân. Anh có thể nói giới năng sinh định, định năng sinh tuệ cũng được, mà anh nói là định năng sinh giới, định năng sinh tuệ cũng được, hoặc là anh nói tuệ năng sinh giới, tuệ năng sinh định cũng được. Học ấy, học đạo ấy, nên để cho cái tâm trí chúng ta mở mang ra, mở ra ha, không có nên đóng khung một cái vấn đề.